Như theo yêu cầu của ban nhạc thì tôi sẽ hát một ca khúc cũng của Trúc Ngân, một ca khúc được mang tên Thật Bất Ngờ. Và xin mời tất cả quý khách chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này. Đi một hàng người đàn bà hờ hang, xong đến chuyện người thì nở nang, lôi con người người đọc vào bảng sáng. Cô ấy mới hôm qua không ai nhược khuôn mặt, chỉ một gì càng đáng khóc lóc về chuyện tình dở dang. Lên báo hình tỉ để một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia cặp với chị này, anh kia đập đánh chị này, anh kia lừa dối chị này, và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào không tin đường đói cồn cào, phá hoa lời ra lời vào là một ngày mới nhốn nháo. Từ ngày vui vui và đi qua, câu chuyện ngày càng đi xa. Trên bàn phim có lẽ anh hơi ngây ngốc khi chia tay tôi, không có lối vào mặt đi tivi. Đêm ngày trông trọt vào trong trí óc về một thế giới như mơ, mơ như ly kém mơ, ôi thật bất ngờ. Trên mơ những thông tin chen nhau đi một hàng, họ cần gì ở đây? Tôi muốn đẹp xuất sắc thì đến vào đây, tôi muốn đẹp xuất sắc thì ngồi vào đây, không có gì thì mình sẽ mua đây. Tôi muốn những đám đông xôn xao đang hô hào, họ thì tập về tôi muốn họ thì tập về tôi. Tôi muốn được cuộc đời như tôi, đem gối đầu để nằm ở bồi tôi. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này, và chị ngã xuống. Cư dân cùng với đồng bào không tin đừng đói cồn cào, bá hoa lời ra lời vào là một ngày mới nhốn nháo. Đi một hàng người đàn bà hờ hang, xong đến chuyện người thì nở nang, luôn vẫn người người đọc vào bản sáng. Cô ấy mới hôm qua không ai nhớ cuốn mặt, chỉ một gì càng đáng khóc lóc về chuyện tình dở dang. Lên báo hình tỉ để một trang, ê lớp dần thì đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia gặp với chị này, anh kia đập đánh chị này, anh kia lừa dối chị này, và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào không tin gần đói cồn cào, phá hoa lời ra lời vào là một ngày mới nhốn nháo. Từ ngày vui vui vang đi qua, câu chuyện ngày càng đi xa. Trên màn tin có lẽ anh hơi ngây ngốc khi chia tay tôi không có lối mà mặt mình tivi. Đêm ngày trông tròn vào trong trí óc về một thế giới như mơ, thơ ly kém mơ, ôi thật bất ngờ. Trên bao nhiêu thông tin chen nhau đi một hàng, họ cần gì ở đây? Tôi muốn đẹp xuất sắc thì đến vào đây, tôi muốn đẹp xuất sắc thì ngồi vào đây, không có gì thì mình sẽ mua đấy. Tôi muốn những đám đông xôn xao đang hô hào, họ thì tập về tôi muốn họ thì tập về tôi. Tôi ước được cuộc đời như tôi, đem gối đầu để nằm ở môi tôi. Thế nên bây giờ điều quan tâm là anh kia cặp với chị này, anh kia đập đánh chị này, anh kia lừa dối chị này, và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào không tin đừng đói khôn cao, và hoa lời sao lời vào là một ngày mới nhốn nháo. Ôi từng ngày ao ước, từng ngày ôi từng ngày ao ước, từng ngày. Ôi vội vàng đi qua, câu chuyện ngày càng đi xa. Trên bản tin có lẽ anh hơi ngây ngốc khi chia tay tôi, không có lối mà màn hình tivi. Đêm đang trông tròn vào trong trí óc về một thế giới như mơ, như thơ ly kém mơ, ôi thật bất ngờ. Một thế giới như mơ, như thơ, như ly kém mơ, ôi thật bất ngờ. Một thế giới như mơ, như thơ, như ly kém bơ ôi thật bất ngờ. Cảm ơn mọi người rất nhiều, một tràng pháo tay thật lớn nữa không quý vị. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và sau đây sẽ nhảy sân khấu lại cho chị Linh.